Ê, mình mới lên cho anh Bình giao bồ câu cho anh kia đó, thì mình có nhờ anh Bình mua giùm mình cái máy ấp ở trên Sài Gòn đó, mọi người, rồi anh chở về giùm mình, rồi mình lên giao bồ câu rồi sẵn mình chở về luôn. Xin chào tất cả mọi người đến với kênh của mình. Hôm nay là sáng chủ nhật hả mọi người, hôm nay mình được nghỉ thì nay mình có đi giao mấy con bồ câu cho ông anh ở chị Mỹ Tho, nhưng mà giao ở chợ gạo mọi người, trên nhà anh Bình đó. Mình thì chạy lên nhà anh Bình, còn cái anh chị Mỹ Tho thì chạy xuống nhà anh Bình, thì hẹn nhau ở đó giao thì ghé nhà Bình chơi luôn. Thì giờ mình sẽ quay mấy con chim mà đi giao cho người xem nha. Con đầu tiên là con gà lẻ này mọi người, con này con mái đẻ lứa hai rồi, bự con lắm mọi người, tướng chà bá luôn. Con này màu vàng rơm. Quay cho người coi xong rồi mình bắt bỏ vô thùng, mình sẵn thùng sẵn nè, bắt vô xong đi. Rồi với con banh lẻ nè mọi người, banh lẻ mình tính để gầy mà anh kêu năn nỉ để cho anh luôn, rồi mình chia cho anh luôn. Với con kinh này đây, kinh chà bá luôn mọi người. Đó. Đùi nhỏng lên với con kinh này mọi người, con kinh này thì mới lông búp búp à, nhưng mà anh bắt luôn. Chỉ có hai con kinh lẻ đó, thì kinh đó thì mình tính để gậy không có bán mọi người, nhưng mà lúc trước cái anh đó bán cho mình cái cặp kinh này là mọi người mới đẻ trứng hồi bữa trước rồi, cách ngày anh bán cho mình cặp này, con trống đó, trống đó với mái này, đó là anh bán cho mình với giá hữu nghị. Mình ăn nỉ hoài anh mới bán, mới đầu anh cũng không bán mọi người, nhưng mà mình ăn nỉ thì anh nói với mình là giờ sẽ để cho mình cặp này, nhưng mà ra được cặp con đầu tiên sẽ chia lại cho anh chơi, để lại cho anh giá mềm đi anh chơi, thì mình cũng đồng ý luôn mọi người. Đó mà lần về mấy lần trước chưa có vú á, nó ấp nó đập bể trứng à, cái tới mình mua được chim vú á thì nở được con lẻ, mà anh thì kêu đúng một cặp của con này anh mới bắt, còn lẻ anh không bắt, nhưng mà đợi không có ra được cặp mọi người, ra lẻ không mà, rồi đợt này ra con lẻ nữa, ra con lẻ đó với con lẻ của cặp này của nó cũng đẻ lục luôn mọi người, hai cặp này đẻ lục này. Đó. Con lẻ của cặp này thì anh nó hơi đợi cặp lâu quá, thôi hai con lẻ anh bắt luôn. Đó. Này con banh đó anh kêu để cho anh luôn. Con lẻ đó để cho anh luôn. Rồi con gà lẻ này anh cũng kêu anh cũng bắt luôn. Rồi đó, hôm nay mình sẽ đi giao cho anh mấy con lẻ lẻ không mọi người. Hai con kinh lẻ, một con banh lẻ, một con gà lẻ. Rồi giờ chuẩn mua tới rồi. Còn cặp gà này anh cũng tính bắt, mà anh nói thôi bắt con lẻ anh bắt không bắt cặp này, cặp này mới đẻ trứng qua anh đang ấp đó. Đẻ trứng qua nè mọi người, 17 tháng 10 hôm nay 18 à, thôi giờ mình bắt một câu bỏ thùng đi mọi người, chuyển mưa tới rồi, đi để mắc mưa. Để lên chảnh mình sẽ quay bộ câu của anh Bình cho mọi người xem nha.
lên tới nhà anh Bình nè mọi người. Đây ông bán một câu trùng trống quá trời luôn. Còn bông gòn, một con gòn với mấy con thấp vú ấp. Đây có banh con. Ngược sáng rồi. Ngược sáng rồi, không thấy rồi. Xe à. Kinh trống mọi người. Kinh trống sung ghê luôn. Đây có con kinh tiger mọi người. Kinh tơ đang tẩu nè. Đẹp ghê luôn. Nhìn ghen luôn. Ngày cặp mon. Về hồi hôm qua nè, ăn nữa mình đi hồn mà cái hồn sống với hồn chết. À, cứu người sống người chết. Bây cặp kinh đen đang người chết người sống luôn nè, bây giờ ông cứu nè. Mà mình phải tung mình về Long Hoa mới được. Mình phải về Long Hoa ông mới giải tội cho mình. Bên đây chim vú. Ông này là Phật. Đây kinh nè. Biết kinh vàng. Là bây giờ ai cũng vậy, họ ai người sống là phải về là ông mới đi hồn cho mình, là nữa mình là chết mình không có tội nè. Về tha đợt này hết luôn, ai về Long Hoa tha đợt này hết luôn. Mày nghe một cái là mày sơ là biết rồi. Đó, thời nay anh Bình đi Sài Gòn không có nhà mọi người, nên mình quay sơ sơ cho mọi người xem thôi. Thì mình về. Đây mình mới lên cho anh Bình giao bầu câu cho anh kia đó. Thì mình có nhờ anh Bình mua giùm mình cái máy ấp ở trên Sài Gòn mọi người. Rồi anh chở về giùm mình. Rồi mình lên giao bầu câu rồi sẵn mình chở về luôn. Đó. Đầu tư thêm máy ấp trứng nữa mọi người cho nó hiệu quả hơn. Rồi mình sẽ làm cái một video khác review cái máy này cho mọi người xem nha. Rồi thôi mình kết thúc clip tại đây. Mọi người xem thích hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi chào tạm biệt mọi người. Giờ mình đi test máy thử coi sao.